Ở đây thì chúng tôi không lạm bàn về tình huống xử phạt đá penalty của trọng tài là đúng hay sai trong hai trận đấu này. Chúng tôi muốn nói về hành vi ứng xử của mỗi đội bóng. Sau khi Leganés bị thổi phạt penalty ở những phút cuối cùng, họ chấp nhận và họ vẫn đá tiếp chiến đấu cho tới phút cuối cùng. Trong khi đó thì câu lạc bộ Long An đã phản ứng như thế nào sau khi trọng tài cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh hưởng quả đá penalty? Cách phản ứng đã tạo ra một hình ảnh rất xấu xí cho bóng đá Việt Nam. Xem lại tình huống này, trọng tài hoàn toàn có thể cho rằng đó là một pha cản người không bóng của hậu vệ Long An. Nếu đưa pha bóng này ra ngoài vòng cấm ở một thời điểm khác chứ không phải khi hai đội đang hòa hai đều thì chắc là trọng tài bắt phạt mà không hề có nửa lời phản ứng. Nhưng bóng đá Việt Nam là như thế, có những bức xúc, có những nghi ngờ giữa cầu thủ và trọng tài mà không chỉ giới hạn trong pha phạm lỗi này. Các cầu thủ Long An chắc chắn cho rằng chỉ có sự không công tâm mới khiến cho ông Nguyễn Trọng Thư chỉ tay vào chấm phạt đền với một pha bóng như vậy. Với vai trò tôi là một người coi như là một người lãnh đạo cao nhất của câu lạc bộ và đứng trên khán đài, tôi không thể nào chịu nổi, tôi muốn xuống sân. Tôi chẳng hiểu là trận đấu này là trọng tài không phải là chuyên môn kém, mà tôi nghĩ là có một vấn đề. Tôi cũng đề nghị là C45 vào cuộc, rất là nghiêm trọng. Bóng đá Việt Nam nếu mà để những cái trọng tài này còn tồn động là coi như là bóng đá sẽ không có khán giả và cũng không có ai dám cho bóng đá. Và tôi nghĩ trọng tài chiều hôm nay thì theo bản thân tôi nghĩ thì cái chuyên môn của anh ta rất là tốt, nhưng mà về cái tư tưởng thì chúng ta không biết được, có thể là cái tư tưởng như thế nào đấy, thì cái đó là tôi nghĩ các cơ quan có thẩm quyền họ sẽ vào cuộc để mà họ làm cho rõ cái vấn đề này. Nhưng trở lại với những gì diễn ra sau đó, các cầu thủ Long An đã có một hành động xấu xí, thiếu chuyên nghiệp, phi thể thao và quan trọng nhất là thiếu tôn trọng khán giả. Thủ môn Minh Nhật quay lưng lại khi bắt quả penalty. Tiếp đó thì toàn bộ các cầu thủ Long An chỉ đứng im tại chỗ, nhìn một cầu thủ áo đỏ đưa bóng vào lưới. Thủ thành của họ thậm chí còn nhào lộn để diễn trò trước khung thành. Nếu mà tình trạng tái diễn thì chúng tôi sẽ bỏ bóng đá, tôi không làm nữa. Của Vilic Dyachenko nhận bóng và tiếp tục đưa bóng vào.